Nhà chú chim nhiều lắm nha cả nhà. Hiện tại là thì do đang có nhạc ha, cho nên nhờ chú tắt giùm cái nhạc cho nên là mới quay được. Có nhạc là sợ dính bản quyền hả chú? Cái này cặp yến này là mình nuôi sinh sản hay sao? Lấy gì để nuôi em đó, sinh sản cho. Cặp này cặp yến hót, cặp này nhiều tiền không chú? Tiểu mấy? Tiểu mi nữa nè. Đây là chim tiểu mi nha cả nhà. Tiểu mi họng đốm. Cái dòng này nó hót siêu kinh điển lắm, ngày xưa mình cũng có một con. Wow, này hút mật 5 màu. Hút mật 5 màu nha cả nhà. Nhiều chim cực kỳ luôn. Này một cái AV, AV này chưa có nuôi chim nè. Chào màu nè. Ồ, cái con đây, cái yếm nó khít luôn ta. Nó bị lỗi hả chú? Cái yếm nó bây giờ giống như là cái sợi dây chuyền luôn à. Chào màu quá trời chào màu luôn nha cả nhà. Chào màu nhiều lắm. Wow. Ủa, nhà mình làm gì mà khúc sâu đây, phòng nhiều vậy chứ? Giờ đang nghỉ hết rồi. Ô, đất rộng. Con chú xin nhà chú Mỹ á. Dạ. Giờ giờ vậy là cô với chú bán cà phê thôi. Chú làm nghề đó, cô bán là chú đi làm nghề đó. Chú làm nghề gì chứ? Nông bộ vẽ tranh ảnh điêu khắc á. À, điêu khắc. Ồ, cái nghề đó ngày xưa con mê lắm á, mà điều cái nghề đó phải có thầy. Dạ con uống nước trà đá. Em uống gì? Trà đá thôi chú. Cái khúc dưới rồi. Rồi lấy cái khúc dưới đó đây. Lấy hết luôn. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 15 ngàn.
Có đánh lộn không? Không, không lộn lắm. Sao rẻ vậy? Không lộn. Không lộn hả? 1 3 4 5 6 7 9 10 1 12 3 4 ba thêm ngàn nữa. Ba thêm ngàn nữa. Này. Ủa mày chuyện lâu lắm vậy đi nhé. Thằng đây à. Dạ. Đâu có quay đâu. Không có điện thoại gắn á, không có quay đâu. Có thanh long mới á chị. Chị hết mất một vườn mất cái mua bán thịt đấy hả? Giờ cho gà ngay. Dạ đâu có đâu. Sáng mai thì có phải bán gì lấy đi. Tôi lấy mấy cái táo nhỏ nhỏ này đi. Ừ. 22 ngàn sao? Nhiêu tiền? 22 ngàn. 22 ngàn hả? Một, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 hả? 13, 15, 17, 19, 21, 2 mấy? 22. Rồi, hỏi thôi à. Rồi, em cảm ơn. Có lòng ruột đỏ hay là ruột trắng hả? Đỏ hả? Đỏ lấy hai cái đi. Để cho nó hai trò lấy gì luôn. Nhiêu tiền chị? 15 hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa mình chuyện lâu lắm vậy đi nhé. Hello, mình xin chào cả nhà nha. Đầu video mình xin chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều năng lượng tích cực nha cả nhà. Ngày hôm nay thì rất là may mắn nha cả nhà. Được một ông chú ở trên thành phố Pleiku cả nhà. Thì ông chú này ông có nhắn tin qua Zalo cho mình. Đó, hỏi mình là hồi nào rảnh thì lên nhà chú chơi giao lưu. Đó, sẵn tiện thì sẽ quay chim cho cả nhà xem luôn. Thì mình cũng có hứa là lên nhà chú được hứa mấy lần. Nhưng mà mình do bận công việc linh tinh thành ra là mình không có đi được. Đó, cho nên sáng ngày hôm nay là mình rảnh. Đó, cho nên là mình sẽ đưa cả nhà lên nhà một ông chú ở trên thành phố Pleiku xem chim nha. Sáng ra thì mình đã lo công việc thì tương đối xong xuôi rồi cả nhà. Sáng ra thì mang chim đi giọt cà phê một tí xíu. Đó, xong rồi về về ra chợ mua trái cây chọc mấy bà cô ở ngoài chợ. Xong bây giờ về thì chuẩn bị chim cò xong rồi thì mình mới xuất phát đi được cả nhà. Bây giờ thì cũng tầm 9 giờ rồi cả nhà. Mình xịt cái tấm lót lòng một tí xíu. Nước khá là yếu cả nhà, nước yếu xìu à. Đó cả nhà thấy không? Tấm lót lòng của mình thì nói chung cái tấm này là gần như là mình cũng là thuộc trong top những người xài đầu tiên cả nhà. Ngày xưa thì đâu có nghĩ là mình sẽ bán cái tấm lót lòng này đâu, ngày xưa làm YouTube không à. Anh em cứ hỏi là ồ xài cái tấm gì vậy. Xong rồi chỉ cho anh em mua thì mình cũng chỉ cho anh em mua. Nhưng mà cũng có rất là nhiều anh em cứ hỏi. Thế là mình thời gian đầu thì mình cũng nghĩ là mình sẽ lấy về bán để mà kiếm thêm chút đỉnh phụ vô tiền đi quay video cả nhà. Đó thì khá là may mắn. Khá là may mắn nhờ anh em mua ủng hộ nhiều. Ban đầu thì bán tấm màu đỏ, sau thì mình thêm cái tấm màu xanh nha. Mà mình xài cái tấm màu xanh này mình thích quá cho nên là bây giờ mình xài màu xanh hết. Đó, xài tấm màu xanh hết nha.
Rất là cảm ơn anh em đã mua tấm lót lòng ủng hộ mình. Nhờ đó mà mình có kinh phí để mà phát triển cái kênh YouTube của mình tới ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Còn anh em nào chưa mua thì vào cái phần mô tả video, nó có cái link Shopee và link TikTok của mình. Anh em có thể vào mua, đặt ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Tấm rất là láng nha cả nhà. Láng, xài tiện. Mình thì mình vui nè. Treo lên thành ra tấm nó rất là phẳng. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà cùng mình đồng hành cái video ngày hôm nay. Thăm nhà một nghệ nhân. Không biết lớn tuổi chưa nữa. Tại vì xưng là cứ xưng chú cháu cả nhà. Mình cũng chưa thấy mặt luôn. Đó, mời cả nhà cùng mình xuất phát video ngày hôm nay nha. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua nhà bạn Cô Vinh để mà rủ bạn Cô Vinh, hai anh em cùng đi cả nha. Ok, let's go thôi. Hello. Dạ hello. Ủa nhà nhà chú là à dạ dạ cháu. Dạ chưa. Tới rồi nha cả nhà. Chờ xíu. Lưu lưu đi em. Không quay chim xíu được không chú? Dạ. Dạ. Ô nhà chú đang mở nhạc cả nhà ơi. Dạ, con tặng chú tấm lót lòng nè. Rồi, cảm ơn em. Tụi ba đây. Ba màu. Ô nhà chú chim nhiều lắm nha cả nhà. Hiện tại là do đang có nhạc cho nên nhờ chú tắt giùm cái nhạc cho nên là mới quay được. Có nhạc là sợ dính bản quyền hả chú? Cái này cặp yến này là mình nuôi sinh sản hay sao? Lấy gì để nuôi ông lớn sinh sản cho. Ồ. Cặp đây cặp yến hót, cặp này nhiều tiền không chú? Tiểu mấy? Tiểu mi nữa nè. Đây là chim tiểu mi nha cả nhà. Tiểu mi họng đốm. Cái dòng này nó hót siêu kinh điển lắm, ngày xưa mình cũng có một con. Wow. Này hút mật năm màu. Hút mật năm màu nha cả nhà. Nhiều chim cực kỳ luôn. Này một cái avi, avi này chưa có nuôi chim nè. Chào màu nè. Ồ cái con đây cái yếm nó khít luôn ta. Con đó cà phê hay lắm mà chú ơi, cái gì cũng thử á. Nó bị lỗi hả chú? Không, nó nhét quá với lại nó hơi nhét rước á. À. Dở ra cho cà phê thì nó không có bị. Cái yếm nó bây giờ giống như là cái sợi dây chuyền luôn à. Chào màu quá trời chào màu luôn nha cả nhà. Chào màu nhiều lắm. Quá. Ủa, nhà mình làm gì mà khúc sâu lên phòng nhiều vậy chứ? Ngồi chú ơi, cho xe chạy mà nó ồn quá. À, giờ cho nghỉ hết rồi. Ô, đất rộng. Nó nói bên này con chú xây nhà chú nghỉ á. Dạ. Giờ nó xây nhà lên nha, chú nghỉ rồi. Giờ vậy là cô với chú bán cà phê thôi. Chú làm nghề đó, cô bán chú đi làm nghề đó. Chú làm nghề gì chú? Nông bộ vẽ tranh ảnh điêu khắc á. À, điêu khắc. Ồ cái nghề đó ngày xưa còn mê lắm á, mà điều cái nghề đó phải có thầy. Dạ con uống nước trà đá. Em uống gì? Trà đá. Trà đá thôi chú. Trà đá thôi. Chim này cả nhà. Quá trời chim luôn nha. Đây là một con bạch. Con bạch này sao giống lai bông lâu dữ ta. Bạch cả nhà. Giữa lòng thành phố Pleiku mà có một cái miếng đất khá là to như vậy. Wow. Bên trong này là nguyên một cái phòng cái phòng để lòng chim, đồ nghề. Để mình đi tham quan một xíu. Này là một con chè thang. Ngồi ở bên, ngồi chơi. Chè thang. Ồ, chơi sen đá nữa cả nhà ơi. Sen đá.
Chú làm nghề điêu khắc. Điêu khắc là chắc là đắp tranh, hòn non bộ. Cái nghề này ngày xưa lúc mình còn ở thành phố Hồ Chí Minh mình mê lắm. Nhưng mà dạng như là muốn đi học đó là phải có quen biết, phải có ai dạy. Rồi ngày xưa đi làm kiếm tiền mà làm sao mà đi học được. Đi làm kiếm tiền mà đi học thì đâu có ai nuôi. Đó, dạng vậy đó nha. Chim quá thôi chim. Cái nghề vậy là nghề chú là nghề đắp tranh tường rồi hòn non bộ rồi. Cái nghề đó ngày xưa con thích lắm đó nhưng mà đều không có điều kiện để học. Dạ. Vậy là sáng giờ chú giật 2 tiếng hồ rồi. Dạ. Sáng rồi chú giật chắc gần 2 tiếng đồng hồ rồi cả nha. Có vàng cà phê tại nhà luôn. Đất rộng. Cái đây đồ đạc, đồ nghề chú nhiều quá chứ không. Chú dọn ở đây mở trường chim vô tư luôn á. Chuẩn bị làm trường chim hả? Đúng rồi. Làm thi chim đồ ngon á. Chơi vui với thi. Tổ chức thi chứ. Trong cái dàn chim của chú thấy có con lòng tre đẹp này, con chim này đẹp ghê chú. Con nào? Con lòng xe. À, lòng xe bình nước à. Hồi sáng giờ là lúc chú liên lạc với mình á, là chú chơi được nửa tiếng rồi. Tính tới bây giờ này là chắc cũng tầm gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó nha. Cho chim nhà chơi với nhau rồi nè. À, nhưng mà chú nói là cái con này nè, con lòng giác vàng này của chú nè, chơi từ sáng tới trưa. Mà lòng này chú bố trí cầu hơi thấp, nó đánh mình thấy nó hơi bị xẹp màu. Cái con lòng tre cao này của chú thấy đẹp ghê chú. Lòng vuông tre cao á. Con nó mới thay lòng gì xong á. À, đẹp ghê á. Lòng lá đẹp, nãy giờ thấy đấu cũng ok. Chỉ là chừng nào chú mở trường chim con lên thôi. mình mở trường chim xong mình tổ chức thi luôn. Con bổi này hả? Chú bé được rồi còn lấy. Dạ. Yeah. Vậy là con bạch kia chú nuôi lâu chưa? Nửa tháng. Đây cứ cho nó tập, nó làm quen rồi nó học sổ á. Đó, cứ sáng nó xách rồi mấy con. Xong rồi nó rớt cái bộ lông lên là nó đẹp liền à. Kia có một cái lồng bẫy khuyên nữa. Tính là chú mê nhiều thứ, khuyên nó về để nó hay dính không chú? Không, ít lắm, bây giờ đi rồi. Dạ. Lồng bẫy khuyên. Cái con lòng giác vàng này nãy giờ thấy nó đánh hoài luôn nha. Đánh từ sáng giờ luôn á. Này nó còn tiếp á. Đánh suốt luôn. Con lòng giác vàng cả nha. Con nào mới vừa chế bên. À, cái con lòng cầm xe. Con đó thì thấy nãy nó có ngứt nước. Chim cùng một nhà mà tính ra nó đánh nó ghê hả chú? Chú nghe cứ 5 bữa, 6 bữa như vậy, mình tìa ra đèn lưng, ngồi ngắm nè. Ngắm nha. Nay mai mình dọn lại cái chỗ đây, cái mở trường chim, cái mình nhờ mấy trọng tài lại làm một cái giải mở trường cho nhiều người biết tới quán mình. Cái là cứ anh em ta biết rồi là người ta sắp chim tới người ta dọn. Với lại hơn nữa giờ chú còn đi làm nhiều quá, để ra rảnh. Dạ. Ồ, chim đánh gớm. Con lòng tre này cả nha. Lòng tre nãy giờ thấy nó đâm ghê. Ồ, tính là con này nó cũng đâm lòng hết thôi. Hình như nó quen hay sao? Nó cùng một nhà mà nó cũng ghét nhau, nó cứ 5 bữa hay là 7 bữa vậy. Dạ. Yeah. Nó không có sợ nhau, nó đấu làm à.
chắc cũng hơn 2 tiếng rồi. Hơn 2 tiếng hồ rồi. Quay trước rồi gửi cho cháu. Dạ. Hơn 2 tiếng rồi. Nhưng mà khách dạ. Hôm bữa giờ ở Gia Lai mình nó cứ nó mưa chập chờn á. Dạ mưa nhiều hơn từ chỗ mà. Dạ. Sáng ra mà trời nó mù nó mưa là thôi là ngày đó là khỏi quay. Cái con lòng là lòng Thái ở đây thì sao chứ? Sát bên cái lòng giác vàng hả? Dạ. Thì nó cũng chưa thay lông mà nuôi mấy tháng chưa thay lông mà. Chưa thay lông. Là chỉ có con lòng giác vàng là ngày xưa chú sách đi vàng chơi rồi. Bốn con chứ. Con lòng Thái với con giác vàng với lại hai con là vuông hai bên đây. Hai con là vuông hai bên đây. Chú ngồi hả? À dạ. Còn cái con lòng tê kia là chưa sách đi cà phê luôn. Lòng tê mới thay lông vừa xong. Dạ. Là con lòng tê nó lâu chưa chú? Chú nuôi một lứa thôi. À được một lứa. Cái con lòng tê đó con thấy nếu mà chăm đàng hoàng là đi dập cà phê mà. Nó mới thay lông xong nhìn đẹp bữa trước bác về mốt. Dạ. Bữa trước bác về giống như con Thái con Sáu nè. Dạ. Còn cái con lòng vuông giác vàng đây có thể là mình bố trí cho nó một cái cây lòng khác. Thử nó đánh cái màu nó ra hình bộ nó khác không? Nếu mà khác là đi thi được hả chú? Con đó là chắc chú nghĩ chắc mình xem qua lòng tê bự nè. Lòng tê cao hả chú? Ừ. Dạ đúng xem rồi. Xem qua lòng tê cao thử coi thử. Mình thử coi thử nó đánh như thế nào. Nếu mà tôi nghe là nó là lì nhất luôn á. Dạ, cho nếu mà chim mà nó đâm từ sáng tới chiều vậy là thi được. Thi cà phê rồi chứ gì. Thi được. Cái con lòng Thái cũng hay banh xè nè. Cái vườn chú đây mà cải tạo lại đẹp lắm nè. Đây rồi nhỏ, bữa trước nó làm về. Dạ, đồ đạc mà. Mày cải tạo lại là hơi bị VIP luôn, trường chim VIP luôn á. Nhà chú bây giờ hiện tại cái con lòng tê đây là lông lá nó đạt nhất nè. Đó mới thay lông vừa xong luôn á, chỗ 15 ngày ạ. Chú mới xách ra hàng sáng á. Lông lá nó đạt mà thấy đấu cũng được á, này mà chăm bài bản lại đi ra vàng giật thử. Giật thử nó chịu đấu ok không? Ok cho nó đi thi văn nghệ cho vui. Thì, con này nghĩ con nghĩ trăm đàng hoàng có khi đi thi được. Dễ tin hả? Dạ, cái phách nó dài đòn, phách đẹp chim. Sáng giờ đấu hơn 2 tiếng rồi nên nó cũng đuối rồi. Phách con này đẹp. Hiện tại mình đang ngồi dưới mình quay lên cho nên nhìn chim nó ngắn ngắn nha. Cái con chim này nhìn bên ngoài nó dài dài đòn lắm, dài đòn cực kỳ. Không, nếu như nó đưa lên cà phê nó không ngước rồi kệ nó chú à. Không, không ngước. Mà sao cái đuôi nó cục ngủng vậy? Cục ra nó bỏ vô rụng hết. Rụng hết hả? Mới ra. Con chim này nó tính ra, cái nang lòng bị chuột cắn gãy hết rồi. Giờ có dây sách. Cái yếm của nó như cái sợi dây chuyền luôn à. Ừ. Nó hồi yếm được. Dạ. Nó bữa giờ sách cho không sách là ra nó chơi mấy này cũng ê mình vừa nói. Dạ. Đẹp chứ bộ, cái yếm nó như cái sợi dây chuyền á. Nó muốn đấu nó muốn đấu mà nó bị cái cầu thấp quá là sách bên dưới. Đẹp chứ cái con bị xích chân đẹp kìa cả nhà. Cái yếm của nó khít luôn. Là nó ở nhà nó ngước. Mình cứ dở nó bị nhiễu vậy chứ mình ra đấu là không có bị. À. Mà chú mua nó, hồi chú mua nó nhiều tiền không chú? Nó hồi mua 4 triệu. 4 triệu. Là mua chim chơi rồi hả chú? Chơi rồi. À. Đây chú thí nghiệm bây giờ thẻ trước bỏ vô lần kia cỡ 2-3 ngày rồi đây bút lại mấy. Dạ, yeah, con chim đẹp quá. Cái bộ lật chim mà mặt lì. Màu thì màu lăng. Màu không bao giờ xẹp luôn á. Màu lăng, chim đẹp quá là đẹp.
cái yếm nó tính ra là khít luôn á, hai cái yếm hai bên nó giáp lại như sợi dây chuyền. Để ra lòng đường rủ rồi chú xem qua lòng lật luôn. Dạ. Xong rồi tháo xích cho nó vô. Chim đẹp không? Bữa giờ để xích là dạng liền rồi vô, bữa nhét lắm. Cái con làm công xe đây đâu thấy con đạt nè. Hùng chim đấu đạt. Lúc nãy thấy nó cũng có ngất nước một hai cái. Ừ. Đó đó, có nhiều nước thì vô cái làng con này được rồi, cái đất đó làm luôn á. Dạ. Làm vô cái xe á, nó hơi ngước. Mấy con chim nào của chú bị ngước á, chú đừng không cần xích chân đâu, chú đẩy cây cầu lên, chú đẩy cây cầu lên làm sao mà từ cái cây cầu tới cái nắp lồng còn như này nè, con chim nó vừa đứng sát lên trên là nó không có ngước đâu, là mình nuôi một thời gian lâu lâu vậy là nó mình coi thử nó ổn định không. Cái con chim nó còn còn đẹp quá. Nó mới bị cách đây nửa tháng đó. Dạ. Chứ hồi trước là không bị. Dạ. Rồi sao cái tủ lòng rồi nó hót cái chế răng hết đó, mà nó bị gì nó mới điên. Dạ. Ủa mấy con gà mà nuôi là gà cảnh hay gà gì chú? Gà rừng. Gà rừng à? Nó đẻ không chú? Đẻ hả? Đẻ bây giờ bán mấy cặp rồi. À, không ra quay thử cái nha. Ra quay gà rừng cho anh em xem xíu nha. Đi đường nào ta? Hả? À, mở ra quay được hả? Nó bay không ta? Quay một tay nó hơi khó. Đây nguyên một cái chuồng gà. Gà này chắc cũng lai được cả nhà. Lai rồi chứ không phải rừng đặc. Lai rồi. Dạ. Khu bên kia cũng là gà. Dạ, rồi cũng thấy rồi. Nguyên một chuồng gà con. Dạ. Quốc Cà Tân anh. Quốc Cà Tân. Cảm ơn nha. Sen đá. Ủa cái vườn sen đá này là của chú chơi hay của ai chơi chú? À. Cái vườn sen đá này của em cha. À. Đẹp ghê ta ơi. Cái này nó cũng khó lắm nha. Mua hồi đó mua về nhiều mà nuôi sao chết lần hết rồi. À. Ừ. Về nuôi cái nó úng rồi nó chết. Nó chết ngậm hết rồi. Đất rộng ghê. Thì thay. Quay xuống rồi. Con kia tướng bộ nó đẹp lắm mà nó cũng yếu quá. Con nào chú? Con lồng kia nha. Bọng lồng hay lắm mà... Cái lồng treo trên cây sứ á hả? Tướng bộ ra đứng đẹp lắm nhưng mà chơi nó nghĩ chơi như mấy này một tay với con này là hai con đó chú sách ra chơi một tay nó đứng nó rỉa mẹ. Dạ. Tướng bộ đứng đẹp hay lật lắm mà nuôi chưa đủ lửa sao mà nó. Cái dàn chim chú thì tính ra là ok á nhưng mà nhiều khi chú đừng có mua thêm nữa, chú nuôi như đây thôi. Xong rồi mình nuôi như đây thôi, rồi mình ví dụ như những con nào đạt đó rồi mình cho nó ở lòng đẹp rồi mình chăm bài bản một xíu là ok à. Dạ. Chăm bài bản cách ly. Dạ. Dạ. Tuần lễ thì mình cho tắm một lần.
xong rồi mình cho nó cái chỗ những cái phòng nào trống á, mình cho nó ở một mình nó thôi, là con chim nó lên chim là chú chăm bài bản là đi trường đồ được, là đi thi được. Còn mình nuôi nhiều quá nhiều khi nó không đạt. Yeah. Cái con lòng tre vuông đây là hình bộ nó đạt mà hình bộ nó chơi được á. Trong mấy con chim đây á, con lại thích cái con lòng tre vuông này. À, với lại là cái con ở lòng tròn, cái yếm khít kìa, yếm khít nó cũng thích. Đó, mà giờ nó đang cục đuôi. Nó đang cục đuôi nhưng mà nhìn nó đẹp quá. Còn cái con lòng cam xê này thì đấu cũng tốt, mà lúc nãy thấy nước nước đấu tốt. Chứ kiểu như lòng mình đó chú, cầu á. Con thì chú để cầu thấp, rồi con chú để cầu cao. Đó, cái tới khi con chim nó đấu, cái nó ham chim, cái nó phi xuống bố, cái nó quen. Còn mình đổi cầu nó một cỡ hết á, là chim nó đấu nó ít xuống bố lắm. Chúng tôi sửa lại cái lòng cầu dương kia. Dạ. Cầu cao, cầu thấp nó đấu, nó bị ấy. Cái con lòng cầm xe này thấy cũng hay banh xề. Lì chim, găm chim đấu mà hay banh xề. Đó, từ sớm rồi đó. Dạ. Nó tủ áo mà sách ra, nó cầm tay rồi chiếc, nó hét, nó làm búa xua. Con này nè. Lúc nãy thấy không có chim chơi, cái nó ngước. Nhưng mà có chim chơi, thấy nó gầm nó chơi. Đang ngồi giật chim mà chim về. Chim đang về nha cả nhà. Đây nè. Đó, đang nhảy tung tung nè. Đang ăn trái nè, đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, đang ăn trái nè, đó. Đang ăn trái. Bên dưới này có cái lòng bẫy luôn nè. Xuống không? Chắc nó không đấu, nó về nó ăn thôi. Cái trái này trái cây xanh thôi chứ. Dạ. Trái cây xanh. Nó không đấu. Cái gì nó ăn thôi. Ăn thôi cho nó đấu là nó xuống hay là dính hả? Đó, nó mất tiêu rồi. Đây. Đó, thấy không cả nhà? Phất phí phía sau. Mình rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến cuối video nha. Video tới đây thì cũng khá là dài rồi, chắc mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Và một lần nữa cảm ơn ông chú dễ mến đã cho quay những chú chim nhà chú. Cảm ơn chú rất là nhiều và chúc chú thiệt là nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.